Đấy, có gì tự nhiên đi. Yeah. Em quay bác kìa. Rồi, chị đi lên đây đi. Rồi. Đây. Chị đi khó vậy là bao lâu rồi? Dạ, nay cũng 10 năm có rồi hả? 10 năm về đi kiểu đó? Không phải, đi như vậy là cỡ 4 năm rồi. Ừ, có 4 năm nay. Dạ, còn đau thì 10 năm. À, rồi chị đau sao mà đi vậy? Dạ, bị thoái hóa khớp gối với lại tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch đó thầy. Rồi, ok. Để tôi hỏi thiệt chị nha, dạ. Để trả lời thành thật nha. Dạ. Tức là từ bữa thứ hai tới giờ chị có nhìn ăn chưa? Có. À. Vậy nay hết không khí làm những gì thầy dạy nha thầy. À, vậy được rồi. Dạ. Đi nhiều chỗ mà không hết, thấy thầy ở trong mạng hay quá nên tìm tới đi. Nhưng mà thực hiện mấy cái điều đó là chị thấy mấy ngày nay sao? Chị thấy nhẹ người thôi chứ còn đi thì nó không. Cái đau thì nó vẫn còn đau. À. Hết được 70 cái. Đau nhiều là đau ở đâu? Dạ đau nhất là bên chân phải thầy. À rồi. Mà leo cầu thang không được thầy. Rồi. Đứng lên ngồi xuống. Rồi bây giờ chị đi qua vòng cho tôi coi đi. Tức là 4 năm nay là đi cái kiểu đó này. Rồi, đó. Rồi. Tức là chỉ vậy thôi, còn leo cầu thang là không được. Dạ, leo cầu thang được này. Chứ khoát là không được. Dạ không. Được, ok. Hả? Đang vậy là đi đó chứ. Vậy hả? Nhà bị không có cầu thang, đâu có leo. Đi cầu thang khoát hả? Đi thang máy không? Dứt, rồi. Mọi người coi nha. Rồi. Sáng nay xử 4 tên toàn là tứ dữ không nè. Đó. À. Đâu, rồi nhà đâu lận? Nhà. À. Nhà đâu? Nhà bè à. Nước chảy chia đôi. Đúng không? Dạ. Ai về gia đình Đồng Nai thì về. Nhưng mà ở đó là chị có biết ăn con cá gì á? Con lòi cái. Cái gì? Con cá chia gì? Chia vôi. Có chưa? Dạ, chưa ăn. Chưa được ăn. Rồi làm nghề gì? Ở nhà. Ở nhà không? Nhà dì cháu. Bởi vậy. Cái món ăn đặc sản gì thôi mà chưa được ăn mà tối ngày dì cháu không? Rồi, ôi chết nhà rồi. Thôi. Thôi, ngồi xuống đây. Đó, là quái quái. Đó. Thấy không? Rồi. Xích xích là sao chú? Rồi đó, vậy đó. Nằm ở đây nữa hả? Nằm làm ke lũ vậy. Cứ đòi làm hoài à. Đó, thấy chưa? Xương cốt rồi nó đã rời hết rồi. Rồi, tới cái đó. Rồi thành xuất. Nhớ nha. Dặn là nhịn ăn là phải nhịn ăn nha. Dạ. Rồi nằm thẳng đi ra. Rồi nhấc mông lên. Đấy. Được rồi. Rồi. Phải làm sao cho nó cái bụng cho nó gọn lại ha. Nhưng mà tôi nói thiệt chị, cái bụng chị là một mặt là béo, một thứ hai nữa là do uống thuốc. Dạ, đúng rồi. Đi không đi nhiều chỗ đâu mà nó không được gì.
hết nên coi thấy thầy hay quá. Gửi gì? Thảo. Đó lỏng ra, đó, để buông lỏng ra đó. Rồi. Đó. Khi nào mà thấy đau nó dỗ dỗ chứ. Rồi, dỗ dỗ nè, dỗ dỗ nè. Đó, à, rồi xong rồi. Nhất lòng là. Trời ơi. Đó. Rồi, nằm yên qua đây. Cứ bình tĩnh. Rồi, đừng như sao thế, có người đỡ rồi. Rồi nha. Rồi, nằm thư giãn đây. Nhẹ nhàng ra đó vậy đó. Đó, rồi, đây ok. Rồi, chích một chút. Đó. Rồi, ngã người ra. Mình đó, đúng rồi. Ow. Giờ ow gì? Tao phải sao? Rồi, nằm, nghe lại. Rồi. Nghe lại, thẳng lên, thẳng ra. Nghe. Rồi. Đúng. Rồi. Hạ xuống từ từ. Rồi. Đó.
tất cả cốt xương cốt đồ giải hết rồi, ngã ra ngã ra. Ồ, không sao không sao, rồi cái cú này đẹp ha. Rồi đã. Rồi xong rồi đẩy lên từ từ từ. Chết là chết cái ông nằm dưới. Thôi được rồi, rồi bỏ chân xuống, rồi ba rất là bình tĩnh đi tới đi. Đấy. Trăm ký không biết làm nào. Rồi 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 Phan. Rồi xếp hai chân ngồi đứng thẳng lên, thẳng lên xếp gọn vô. Rồi ngồi xuống có thu dịch, ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi đúng xuống, ngồi sẵn luôn đó, thấy chưa? Rồi đứng dậy à. Ngồi nè, ngồi xuống đừng sợ té của tôi, ngồi tự nhiên mình sợ, đứng dậy à. Rồi ngồi xuống. Rồi đứng dậy à. Trời ơi, cái thứ ba thấy nhẹ người hết rồi anh. Đi đi, tự nhiên đi, thấy chưa? À, đi thẳng lên. Bây giờ bước cầu thang xem chị có giờ rồi không cầu thang, bước cầu thang hồi đó nhiều chưa, bây giờ bước cầu thang rồi, bước cầu thang đấy hả, ngon lành đây rồi. Tiếp cô, okay, cô này rồi, xuống đi. Khó, lên thêm một hai bước xuống. Khó. Rồi, giỏi rồi, thôi bây giờ xuống. Mọi khi có bước dám bước thế không? Dạ. Không. Rồi, thôi được rồi. Hôm nay là dám bước rồi. Không, nắm tay rồi. Không? Rồi dám bước cầu thang rồi. Đấy. Rồi từ từ tập. Cái điều quan trọng ha. Rất bình tĩnh. Cái quan trọng là đi được. Nè. Rồi, không cái đi được mà chưa có ghê. Rồi mọi người xách đai con cũng chạy nha. Rồi nha. Cứ té cái đi cho biết. Rồi, chạy. Rồi. Thôi cố gắng nha. Nghe lời thầy, nhịn ăn, hút không khí, trường đá tích cực, sau này sẽ đi bình thường, không có vấn đề mà đi khó khăn gì nữa. Ok. Rồi, được rồi. Về. Tốt quá rồi. Rồi tiếp. Hai. Hút đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.